Chào các bạn, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau giải bài tập số 43, sách giáo khoa trang 80. Đề bài như sau: hai cano cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B. Đây là hình ảnh cho hình ảnh minh họa đấy ạ. Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương, nghĩa là vận tốc của và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương, và theo chiều ngược lại là số âm. Hỏi sau 1 giờ, hai cano cách bao nhiêu km nếu vận tốc của chúng lần lượt là IA nhỏ là 10 km/h và 7 km/h, IB nhỏ là 10 km/h và âm 7 km/h. Vậy căn cứ vào cái dữ kiện đề bài nó cho, thì phương pháp làm là chúng ta sẽ xác định. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định là hai chiếc cano đó sẽ đi về phía A hay là đi về phía B, dựa vào cái số liệu km đề bài cho và dựa vào cái quy ước, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào sơ đồ hình mà chúng ta vẽ để tính khoảng cách giữa hai cano. Cụ thể chi tiết thì chúng ta sẽ đi vào IA nhỏ. IA nhỏ là đề bài cho là hai cano có vận tốc lần lượt là 10 km và 7 km. Mà ở trên người ta quy ước là nếu như vận tốc là dương thì là sẽ đi từ C và B, đúng không ạ? Còn nếu mà vận tốc mà âm thì nghĩa là đi từ C đến A. Ở IA này là cả hai đều là dương nên là hai cano này cùng đi cùng chiều, đúng không các bạn? Đi cùng chiều là từ C đến B. Đấy, vậy thì ta sẽ có một sơ đồ, một hình vẽ vẽ quãng đường thể hiện quãng đường đi của hai cano này như sau. Ở đây cô vẽ lại hình 48 thôi. Đây là điểm C này. Đây là điểm A, đây là điểm B. Đấy. Thì vì vận tốc của chúng đều dương nên là cả hai cano này đều đi từ C đến B. Cả hai cano này đều đi theo hướng như thế này, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính quãng đường của hai cano này sau 1 giờ xem là chúng sẽ đi được bao nhiêu km. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi lập luận để có được cái phương pháp làm của chúng ta. Là vì này, vận tốc của hai cano đều dương, đúng không ạ? 10 km và 7 km thì đều là số dương rồi, nên suy ra hai cano đều đi từ C cho đến B, đúng không ạ? Đấy, chiều đi của chúng là đều đi từ C cho đến B. Đấy, quy ước là chiều dương mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính vận tốc, tính quãng đường của từng cano này sau thời gian 1 giờ. Thì các bạn nhớ lại cho cô công thức tính vận tốc, công thức liên hệ giữa vận tốc, thời gian và quãng đường. Thì quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, đúng không ạ? Vậy sau 1 giờ cano có vận tốc 10 km/h đi được quãng đường là 10 này nhân với thời gian là nhân với 1 giờ, và các bạn được kết quả là bằng 10 km, đúng không ạ? Như vậy sau 1 giờ thì cano đi được 10 km. Tương tự sau 1 giờ thì cano mà có vận tốc 7 km/h đi được quãng đường là áp dụng công thức là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, đúng không ạ? Là bằng 7 là vận tốc này, nhân thời gian là nhân 1 và bằng 7 km, đúng không ạ? Rồi bây giờ cô sẽ thể hiện cái quãng đường của hai cái cano này trên cái hình vẽ này. Đấy, hai cano đều đi từ từ C. Giả sử ở đây cô dùng bút xanh là biểu diễn quãng đường của cano có vận tốc 10 km. Giả sử là 10 km sau 1 giờ nó đi đến đây đi. Đây là 10 km của cano thứ nhất này. Đấy, cano thứ hai thì có quãng đường là 7 km sau 1 giờ.
Vậy cano thứ hai sẽ đi ngắn hơn. Thế giả sử nó đến đây thôi. Thì đây là 7 km này. Đấy. Vậy đề bài hỏi là khoảng cách giữa hai cano này. Vậy khoảng cách của chúng chính là cái đoạn này đúng không ạ? Đây chính là cái đoạn này. Cái đoạn thừa đây. Vậy cái đoạn này dài bao nhiêu km? Thì nhìn trên sơ đồ các bạn cũng có thể biết cách tính là chúng ta sẽ lấy 10 chứ trừ 7 đúng không ạ? Vậy đề bài hỏi là sau 1 giờ. Vậy sau 1 giờ hai cano cách nhau quãng đường là đấy, chúng ta lấy 10 trừ đi 7 để tính cái độ chênh lệch này đúng chưa ạ? 10 trừ 7 và bằng 3 km. Đấy là khoảng cách của hai cano trong trường hợp A nhỏ. Trường hợp B nhỏ thì các bạn làm tương tự. Trường hợp B thì lúc này cano thứ nhất có vận tốc là 10 km và là một số dương nên sẽ đi từ C đến B đúng không ạ? Cano thứ hai thì có vận tốc là -7 km là một số nguyên âm. Vậy thì cano này sẽ có chiều đi là từ C đến A. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi lập luận để giải thích cho cái hướng đi của hai cano này. Thì cô cũng sẽ vẽ lại cái hình ảnh minh họa của hình 48 vào đây để nghĩa chúng ta biểu diễn. Đây là C này. Không có gì thay đổi cả. Rồi, chúng ta cũng lại đi lập luận này. Vì cano có vận tốc 10 km/h là một số nguyên dương. Đấy, nên cano này sẽ có chiều đi là từ C đến B đúng không ạ? Nên có chiều đi là từ C đến B. Đấy, mũi tên từ C đến B. Rồi cano có vận tốc -7 km/h là một số nguyên âm. Nên có chiều đi là từ C đến A đúng chưa? Rồi vẫn như cũ thì chúng ta vẫn tính quãng đường sau 1 giờ hai cano này đi được thì không có gì thay đổi, vẫn là 10 và 7 đúng không ạ? Vậy sau 1 giờ thì cano có vận tốc 10 km đang đứng ở vị trí này. Đây nó đi từ C đến B và từ đây đến đây sẽ là 10 km. Đấy, đây. Cano có vận tốc 10 km/h, sau 1 giờ nó đang ở đây. Nó đi từ C đến B đúng không ạ? Còn cano có vận tốc là 7 km/h, -7 km/h. Thì quãng đường sau 1 giờ theo ý A là 7 km chưa ạ? Và lúc này thì chiều đi của nó là từ C đến A. Nên vị trí của nó sẽ là ở đây. Đây, từ đây đến đây là 7 km. Đây là quãng đường của cano có vận tốc 7 km/h. Còn đây là quãng đường của cano có vận tốc 10 km/h. Hãy nhìn vào sơ đồ này thì chúng ta thấy là khoảng cách giữa hai cano này. Thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng đúng không ạ? Chúng ta lấy 7 cộng với 10 là ra khoảng cách giữa hai cano. Vì ở trên thì cô đã tính quãng đường sau 1 giờ rồi nên ở dưới chỗ này cô sẽ không trình bày lại nữa mà cô chỉ viết lại kết quả thôi. Sau 1 giờ cano có vận tốc 10 km/h đi được 10 km. Đấy, cô lấy kết quả của ý trên thì chưa? Còn cano có vận tốc -7 km/h đi được 7 km. Các bạn hiểu cho cô dấu âm này là chỉ để chiều đi thôi. Còn về tính độ lớn thì chúng ta sẽ vẫn phải lấy giá trị nguyên dương đúng không ạ? Từ đây chúng ta có vậy sau 1 giờ
hai cano cách nhau quãng đường 7 cộng 10 là bằng 17 km. Vậy ở trường trường hợp thứ hai thì sau 1 giờ hai cano này cách nhau 17 km. Thì chúng ta đã vừa giải xong bài tập 43 rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.